xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. लिखोना शब्द बहता वक्त बाकी व्याकरण है सख्त मेरा तथ्य मेरा तख्त है ये आमरण वो आगमन या हो भ्रमण परिक्रमा हजार है चार है क्या चांद उसके पास जो मिसाल है सवाल है ना है जवाब ये ख्याल से नवा हम ने भी से हूँ दिन तक कह बैं का खूब फी हình gia đang hot ở trên TikTok nha. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên là mình sẽ đặt tay qua 1, 2, 3. Sau đó mình sẽ đưa tay ở trong ra ngoài và tay trái lên trên, tay phải ra ngoài. Và làm động tác cuộn tay, ok. Cuộn tay và ok. Rồi, mình đếm lại nha. Phần chân của mình sẽ nhún liên tục như thế này nha. 2, đi. 1, 2, 3 và 4, đặt 5, 6, 7, 8. Sau đó mình sẽ đặt qua 1, hất, em 1 nè. Phần hông mình sẽ đánh lên ha. 1, hất, 2, hất, 3, hất, 4. Rồi mình đánh hai tay qua lại. 5, 6, 7, vỗ tay. Ok, nếu mà bạn nào chưa làm được phần hông thì Vin sẽ để video ở đây nha. Rồi, Vin sẽ đếm lại nha. 5, 6, 7 và 8. Sau đó mình sẽ đặt tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi mình bước chân qua 1, 2, 3, 4. Rồi mình sẽ cuộn tay lên 5, 6, chỉ tay lên trên và dằn xuống ok. Rồi và thế là đã xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ ghép thử với tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta đã hoàn thành xong các khúc phi hành gia rồi thì Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn Bin làm video hướng dẫn mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.